Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, nghệ sĩ Trần Kim Ngọc chia sẻ, Trung tâm Âm nhạc và Nghệ thuật Thể nghiệm Đom Đóm được thành lập sẽ làm 3 nhiệm vụ: giáo dục, tạo không gian sáng tạo và phát triển khán giả. Chương trình giáo dục với các khóa học dành cho âm nhạc điện tử, hòa tấu đương đại và trình diễn ngẫu hứng. Không gian sáng tạo sẽ được thực hiện với các hoạt động như tổ chức không gian làm việc và biểu diễn, triển lãm cho các nghệ sĩ, tổ chức nói chuyện, hội thảo, workshop. Trong mảng phát triển khán giả sẽ có các chương trình nhỏ nhưng đa dạng, bám sát các hoạt động giáo dục và biểu diễn của trung tâm. Nghệ thuật thì không phải lúc nào cũng là một cái món hàng đi phục vụ, nhưng nó có thể khiến cho con người có thể đạt được những cái mục đích khác, những cái trải nghiệm mới và những cái thăng hoa lực nội tâm hay là tinh thần. Thì đấy là những cái động lực rất lớn để khiến cho tôi thành lập trung tâm Đom Đóm và tổ chức những cái sự kiện như thế này. Buổi hòa nhạc là kết quả của một tháng các nghệ sĩ Việt Nam tham gia học tập và trao đổi tại trung tâm. Yếu tố thể nghiệm thể hiện ở sự kết hợp các loại hình nhạc cụ khác nhau, cổ truyền và hiện đại như đàn tranh, đàn bầu với guitar điện tử, và vào đó là nghệ thuật biểu diễn hình thể, sử dụng các nhạc cụ không chuẩn tạo âm thanh, tiếng động. Ý niệm xuyên suốt mà tôi muốn gửi tới với khán giả là con người chúng ta là vô tận, chúng ta không có giới hạn. Chỉ có điều là chúng ta có thể đã quên mất điều đấy. Chúng ta tự giới hạn mình trong những cái khung, nhưng trên thực tế con người là một cái thực thể vô hạn. Những cái hoạt động về nghệ thuật đương đại nó thường đưa cho người ta những cái không gian để người ta thử nghiệm chính bản thân mình ở những không có những cái luật lệ như trước đây, và người nghệ sĩ phải đối mặt với chính bản thân mình. Âm nhạc thể nghiệm một lần nữa cho thấy nghệ thuật không hề có giới hạn và sự sáng tạo của một nghệ sĩ là vô tận. Nói chung là những cái gì mới nó cũng hơi khó hiểu. Thực sự là nghe thì nó cái khả năng thẩm thấu của mình ấy, nó cũng chưa, mình chưa thực sự hiểu hết về nó. Những ý kiến này có thể coi là một động lực để Trung tâm Âm nhạc và Nghệ thuật Thể nghiệm Đom Đóm đẩy mạnh hoạt động trong thời gian tới, nhất là trên mạng phát triển khán giả.